Bác nhân ta vô địch trong thế giới tu tiên. Tập 150 Liên Phương Bộ Nam Như Phòng Mô Tà nhé. Đối với người quen cũng phải cố giả trang thành một bộ dạng làm ăn cũng không tệ. Tôi đã từng cũng giống như ông vậy đó. Chuyện ăn à, cứ cần anh như chết chút không. Thì ra tiên sinh cũng đã từng chơi cả những cái kiểu như thế này nữa. Đương nhiên, nhưng mà lỗi chuyện này rất là thường thần đó. Tuổi tác của ông còn gánh vác được chưa? Còn mỗi là tiên sinh, đối với bất cứ chuyện gì đâu rõ như trong lòng bàn tay. Tiên sinh à, có thể bởi vì vậy mà ghét bỏ tôi không? Trên đời này, có thời gian thì cùng tôi đến bên đạo quản lý sự việc nha. Đã tạ tiên sinh. Thân bình dạ. Tìm cái nơi gọi là có mấy cái tên bị mù thì chỉ có càng đi thật nhiều tầng môn địa giới thì mới có càng có khả năng đụng phải mấy cái tên mất bị mù dám thu nhập mình vào tầng tầng môn. Cái địa đồ rách nát này cũng không có thước đo rõ ràng nữa. Đến những địa phương này chỉ sợ là phải vạn dặm đi đường rồi. Cái tòa kỳ này tốc độ cũng khá là ok. Mấy tháng chắc cũng đến được thôi. Đại sự tu luyện nhất định phải nhanh hoàn thành. Tới hộ chưa tập những người phụ trách như mọi người đi là có điều muốn nói. Tôi lập tức phải ra ngoài. Ngày về thì chưa biết được. Khoảng thời gian này mọi chuyện ở trên đảo đã phải ăn bài tốt. Cho tôi nhất định sẽ không phụ sự nhắc nhở của tiên sinh. Nè, giao cho mày một nhiệm vụ trọng đại đó. Trong lúc tao không ở đây, mày phải tiếp tục phát triển cái đông gia thú phía sau núi ngày xưa. Chỉ ít cũng phải hơn 100 con. Hơi hiếm nhưng mà ok. Thứ đồ vật xui xẻo này cũng không phải là không có tác dụng. Cái đám giả thú phía sau đều bị cho nó trị cho ngon cả rồi. Cũng là biết thường thú đi chứ. Nếu như làm xong về thì ta sẽ bàn cho mày một phần thưởng lớn. Tiết chơi. Lần ban thưởng duy nhất cho mày là 10 xu nha. Tên lão đầu ông cũng có nhiệm vụ đấy. Tiên sinh, ông đọc nhiều sách như vậy, cho nên có ông tìm một chút lời sách ít thấy hiếm có. Tốt nhất là còn ẩn chứa một chút đạo lý ở trên đây. Hiếm có ẩn chứa đạo lý, tôi hiểu rồi. Tôi đi nhá, nơi này giao lại cho mọi người. Tiên sinh đi thông tả. Thuận lợi gia nhập tông môn, trở về mình có thể trực tiếp nhận được từ cách sáng tạo tông. Để lúc đó chính thức đi vào con đường tu luyện giả. Nửa ngày sau. Không nghĩ tới còn rất nhanh. Đã đến được núi Mạc Phủ rồi. Nè. Nói đến thì lâu rồi không gặp được Bạch Phiêu Phiêu tí thứ nhỉ. Đã tới thì vẫn là vào xem một chút vậy. Là ngươi. Bà Tiểu Thư, bây giờ đại lục rung chuyển rất là cực kỳ bất an. Người là một trong các giáo tinh giả đã không nguyện ý cùng bọn ta về tông bộ. Vậy bọn ta chỉ có thể đồng thời ở đây thủ hộ bảo vệ người. Đã bố trí trận pháp này của người làm cho biến mất mọi dấu vết với bên ngoài một lần nữa. Các người như thế này là đồng nghĩa trực tiếp hạn chế hành động của ta. Dù là phải tiết trí trận pháp, chậm lại một chút không được sao? Không thể, an toàn của ngài là lớn hơn trời. Nhưng mà có hai người còn nghĩ muốn gặp lần nữa. Có chuyện tình yêu tâm mỹ như vậy, đến cùng là hạng người gì mới viết được như vậy chứ? Mọi người khác nhắc tới thì cũng buồn cười. Tuy chỉ gặp cậu ấy một lần thôi, sợ là ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Nhưng mà với một bộ bạch bào nho nhã cùng với khả năng ăn nói bất phàm để cho người khác khó quên như vậy, vốn là vẫn mong chờ trước khi thức tỉnh lại có thể gặp được một lần. Dù sao thì khi thức tỉnh
Sở đời này cũng không thể nào có cơ hội gặp mặt cậu ấy rồi. Huống hồ bốn người này thiết kỹ ra trận pháp, dù là võ đế cũng khó mà tìm tới, huống chi là phàm nhân đây. Xem ra với hiện tại là không thể nào rồi. Tiểu thư, chuyện gì mà bối rối như vậy chứ? Hắn đã tới rồi, là nam nhân kia, Lý Bạch công tử. Cái gì cơ? Cho dù là ta đang gần tới thời điểm thực tỉnh từ vị tăng mạnh nhưng vẫn nguyên nghị, y nguyên không thể nhìn thấu thực lực bốn người này. Bọn họ vừa rồi mới ở đây đặt xuống trận pháp cao cấp, đến về này thậm chí là toàn bộ sườn phòng đều là bao phủ bởi ảo ảnh. Dù xem như là người có tù vị thượng tầng, hẳn là cũng không thể nào phát hiện ra nơi này. Một phần nhân như công tử làm thế nào mà tìm được đến nơi này nhỉ? Đi mau mau, nhanh đi ngay đó công tử. Hả, có người tìm tới đây rồi. Chuyện gì xảy ra? Có phải là do bố trí trận của các người đó sợ hay không vậy? Không thể nào thì là nhân. Trừ khi trận nhãn là tâm của trận pháp bị tìm ra phá hủy đi. Vị trí trận nhãn là do ngài thân truyền, chúng ta đều tin tưởng tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện. Thì trước tiên có nhìn xem lái lịch của người này như thế nào. Đã lâu không gặp, Bạch cô nương. Đúng vậy nhỉ, đã lâu không gặp. Gần đây thế nào rồi? Cảm ơn công tử đã lo lắng. Phi phiêu có cái khỏe mạnh. Ôi mò đó chứ, là một tên phàm nhân. Trọn nhãn đang ở đây, trận pháp không có bất kỳ một vấn đề gì. Thật sự là xin lỗi với Bạch cô nương rồi. Đến vội vàng nên cũng không mang lỡ vật gì hết. Vậy thì lấy ngay tại đây nha. Ý? Hả? Bé ngay đòi một bông hoa. Ôi trọc, what the fuck ra. Mật đó tiểu hòa như ương thân của Bạch cô nương sẽ vấn tùng. Đây là lần đầu tiên nhận hoa từ một người khác phải. Dù sao thì tới chỗ này quay lại nhiều lần, bây giờ lại không mang nữa vật gì, chỉ có thể có cái khó thì lo cái khùng. Cái tên đáng chết này, người có biết vì Bạch cô nương cùng với pháp trận này bọn ta đã bốt ra bao nhiêu công hay không hả? Bất luận là hữu tâm hay là vô tình, cứ như vậy mà bị người kéo xuống. Thì tử, người đã đến gây sự à? Đi chết đi, có được hay không? Các người là muốn làm cái gì? Mà tiểu thừa chị này tránh ra, hôm nay ta phải lấy đi cái mạng của hắn. Bà Tiểu Thư chị này tránh ra, hôm nay ta phải lấy cái mạng của hắn. Đồng thủ với bạn hữu của ta, ta muốn người cho ta một lời giải thích. Bà Tiểu Thư có từng nghĩ tới là hắn là thế nào đã tìm tới chỗ này hay không vậy? Vấn đề này ngược lại là bà hỏi các ngươi chứ nhỉ. Công tử à, thỉnh cầu sâu vào nhà trước, sau đó chắc chắn sẽ cho một lời giải thích rõ ràng. Được. Lập màu. Mặc dù mấy cái con hàng này vừa lúc đi ra đã thấy cũng thử lấy hệ thống ra đo qua rồi, bốn cái thức căn ba mà thôi. Nhưng mà lỡ khi hắn là nam nhân của Bạch Phiêu Phiêu hay là gì đó thì mình tặng hoa cho nên mới. Vương Lâm đại hộ pháp, đây chính là trận pháp mà cái người luồn mồm đâu có hay sao? Thậm chí còn đem cái lỗ thủng do mình làm ra trách tội lấy người hắn. Nhưng mà ta còn cảm tạ trận pháp của các người cờ lỗ thủng, không thì công tử sợ là không thể tìm thấy ta. Bạch tiểu thư, ta tự nhận trận pháp của bọn ta khả năng tồn tại lỗ hổng, dù sao chỉ có khả năng này, nhưng ta cũng không phải là vì lý do này mà xuất thủ với hắn. Là bởi vì cái tên trói lớp một vừa đến đã làm cho trận nhãn mà bọn ta vất vả bố trí hỏng mất rồi. Hả?
Tới khi nào chứ? Chính là đố họ trong tay ngươi. Đây chính là tròn nhãn. À đây chỉ là hiểu lầm nhỉ? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy đó, Lý công tử là tự ý ngắt xuống, không phải là cố ý hủy đi tròn nhãn của các ngươi. À nếu không thì họ này trả lại cho ngươi. Đi, lần này bọn ta không đi cứu, nhưng mà sau này xin bà tiểu thư phối hợp với chúng ta. Trước tiên chúng ta trở vào phòng nghỉ ngơi. À bà cô nương có chuyện gì rồi sao? À công tử yên tâm, là hiểu lầm thôi, ngược lại là đắc tội với công tử rồi. À không đắc tội, à đúng rồi, anh ta là nam nhân của cụ. Sao có thể chứ? Hắn làm sao có thể là nam nhân của tôi chứ? Tôi tuy vậy nhưng chưa tiếp xúc thân mật với bất kỳ một nam nhân nào. À vậy thì tốt rồi. Phi Phiêu chưa từng tiếp xúc với nam nhân, đối với công tử mà nói thì rất tốt sao? Đương nhiên là tốt rồi. Dù sao thì nam nhân sao có thể nhìn được nữ nhân của mình ngay trước mặt bị người khách tận hòa chứ?